Thần con được ơn gì của Chúa? Cha, con được ba ơn. Thứ nhất là con được ơn con cháu con nó đã ở bệnh viện Nhi Đồng 2 mà nó bị viêm màng máu mủ. Vào trong viện là con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu con đã được chữa lành. Thứ hai là con dâu con nó về đến quê nó phục vụ mẹ nhưng mà không may nó có chữa 2 tháng mà nó đã bị băng huyết. Nhưng mà con cũng tiếp tục con anh em cầu nguyện luôn thì cha cũng nhận lời và đã được chữa lành. Ơn thứ ba là cháu của cháu nội con là đã bị vào trong này làm ăn mà không may là có mang được 6 tháng mà bác đến bệnh viện Nhi Đồng người ta đã bảo là phải cắt bỏ, không có bây giờ là bị thai bị chữa nước. Nhưng bây giờ con bảo nhắn gọi điện bảo là mẹ vào luôn để thu xếp cho cháu không được cắt bỏ. Thì là cháu cũng bây giờ cháu đẻ được 8 tháng rồi mà không được gì chắc ạ. Để cha con đến đây là con xin tạ ơn Chúa và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con nhiều hơn. Cha có thể sức nhiều sức khỏe để phục vụ chân thất đàn chiên của chúng con. Còn đang lang thang trên đường vực sâu nhiều lắm cha ạ. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng. Những con chiên lang thang trên biển vực sâu này. Đây là cái hoạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Còn con được ơn gì của Chúa?